Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin chuyên đề Nông nghiệp xanh sản phẩm sạch. Thưa quý vị, đậu đen là loại ngũ cốc khá gần gũi và được sử dụng phổ biến trong ẩm thực của người Việt. Bởi đây là thực phẩm giàu dưỡng chất, có thể chế biến thành nhiều món ăn, thức uống khác nhau và vừa tốt cho sức khỏe lại có khả năng chữa bệnh và cải thiện sắc diện cho người sử dụng. Tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có một doanh nghiệp đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm trà thanh lọc được chế biến từ hạt đậu đen và đặc biệt là đậu đen xanh long. Dù mới xuất hiện trên thị trường nhưng mà sản phẩm trà thanh lọc đậu đen lại được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Vì sao trà thanh lọc đậu đen lại chiếm trọn niềm tin của khách hàng như vậy? Câu trả lời sẽ có trong bản tin Nông nghiệp xanh sản phẩm sạch kỳ này. Thưa quý vị, đây là chị Nguyễn Thị Hoài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Trà Việt Nam. Thưa chị Hoài, chị có thể giới thiệu về các sản phẩm trà thanh lọc mang nhãn hiệu Một Thành Trà của đơn vị mình được không ạ? Sản phẩm của Một Thành Trà hiện nay chủ yếu rất là đậu đen xanh long rang. Nó được chọn lọc từ cái giống tự nhiên của mình ở Việt Nam của mình. Mình muốn mang lại một cái sứ mệnh trong cái dự án đó là làm sống lại một cái loại hạt đậu đen có thể chuyển hóa thành thức trà. Thì ở đó thì mình sẽ làm chuẩn hóa kỹ thuật rang cho đến cái việc mà chuẩn hóa về giống để tạo ra một cái hương vị trà thanh lọc và giúp cho cơ thể của mình được thanh lọc tốt hơn. Trên thị trường hiện nay thì có nhiều cái sản phẩm trà thanh lọc thì có thể cho biết là cái sản phẩm mình có gì đặc biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường không ạ? Hiện nay thì ở Việt Nam mình cũng chưa có một công ty nào hoặc là chưa có một cái dự án nào tập trung nhiều về cái phần mà làm chuẩn giống cũng như là làm chuẩn cái quỹ thuật rang, thì Một Thanh Trà cũng là một trong những đơn vị tiên phong. Cái thứ hai đó là việc phối hợp cái sản phẩm đậu đen xanh lòng loại đậu thuốc này, đậu nhỏ, hạt nhỏ với lại cỏ ngọt và hạt thủ ô. Nó tạo ra cái vị trà dễ uống cũng như là giúp cho vấn đề về dễ ngủ và vấn đề về gan thận, nó hỗ trợ chức năng gan thận tốt hơn cho cơ thể của người dùng. Vậy thì nguyên liệu khi mình mang về thì mình chế biến ra sao vậy ha? Nguyên liệu thì ở trên đó thì kỹ sư của mình họ sẽ đo độ ẩm, họ sẽ phơi cho mình trước ở trên đó và làm sạch ở trên đó, làm sạch vỏ, làm sạch những cái bụi bẩn ở trong hạt đậu và nhặt bằng hình thức thủ công. Hiện nay bên mình không dùng máy để tránh cái chảy xước cái hạt đậu. Sau đó thì sẽ đóng gói từ vận chuyển về dưới này, thì đóng gói thì tụi mình cũng sẽ phải sử dụng cái cách đóng gói nó tránh ảnh hưởng nước này và tiếp xúc với hạt đậu. Thì khi mà đem về xưởng thì mình sẽ sử dụng cái con máy rang này. Máy rang này thì mỗi mẻ như vậy mình sẽ theo một cái quy trình rất nhất định để kiểm tra từ thời gian, từ nhiệt độ đầu vào, từ cái độ nóng ở trong máy. Máy này thì là gọi là máy này thì thường ở trên thị trường cũng rất là nhiều rồi, gọi là máy hot air. Thì máy này được sử dụng để mà sử dụng cái chính là cái dòng khí để làm chính hạt đậu, làm nóng bằng khí chứ không làm nóng bằng lửa hay là làm nóng bằng việc mà rang chảo như bình thường mình hay dùng. Tại vì nếu mà làm bằng hình thức đó nó sẽ dễ bị cháy hạt đậu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hạt đậu không chín hết, làm ảnh hưởng đến mùi vị cũng như là công dụng thực sự của đậu và có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy mình sẽ rang bằng hình thức này. Sau khi rang xong một cái rô pha nhất định xong thì mình sẽ tiếp tục mình ủ bằng chung đất sét. Đây là cái cách kết hợp giữa đông y và cũng như là khoa học. Khoa học là mình sẽ điều chỉnh cái kỹ thuật rang này để hiểu được cái cấu trúc ở trong hạt đậu nó chuyển đổi như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ ủ chung để khử hỏa ở trong đông y của mình tại hạt đậu. Sau khi mà rang xong nhiệt độ rất là nóng, cho nên là mình sẽ khử hỏa để cân bằng nhiệt độ và uống thì con nít hay là đàn ông đều có thể uống được. Là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thì cái khâu chế biến doanh nghiệp tuân thủ theo cái quy định an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào vậy chị? Mình sẽ kiểm soát đậu từ đầu vào từ trên vườn trước. Sau đó mình trong cái quá trình rang thì nhiệt độ trong cái khâu rang á nó làm cho hạt đậu được nóng lên cũng như là sẽ hỗ trợ cho cái việc mà vệ sinh cái hạt đậu một lần rồi. Và sau đó sau khi rang xong thì mình ủ chung toàn bộ những cái chung đất sét ở trong xưởng á thì mình đóng nắp kín. Sau đó thì mình sẽ chuyển qua quy trình đóng gói, toàn bộ quy trình đóng gói. Quy trình đóng gói thì sẽ khép kín ở trong cái không gian ở trong phòng này. Mình thì vẫn đang cố gắng để hướng tới toàn bộ là sẽ là sử dụng túi giấy, nhưng mà vẫn phải sử dụng thêm một cái lớp màng nhẹ nhỏ để có thể là giữ cho hạt đậu nó giữ mùi cũng như là cách độ ẩm với lại cái môi trường bên ngoài. Rồi sau đó mình sẽ dầm miệng túi và cái gói sản phẩm đến tay khách hàng, thì khách hàng khi mà xé ra thì toàn bộ bên trong này thì mình sẽ sử dụng sau khi mình đã xé gói, còn bên trong mình sẽ đóng kín hết lại. Còn một cái vấn đề mà người tiêu dùng cũng quan tâm nữa đó là cái việc bảo quản như thế nào sản phẩm được lâu và vẫn giữ nguyên được cái chất lượng của nó. Những cái sản phẩm liên quan đến ngũ cốc hay là hạt thì tốt nhất là phải để bảo quản trong những cái hũ đựng bằng thủy tinh hoặc là bằng những cái nhựa an toàn, tức là những cái nhựa mà nó có cái BPA không thành phần, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai là họ có thể sử dụng đựng trong chính bảo quản trong cái gia đình, chỉ cần là ở một cái điều kiện nhiệt độ nó bình thường thôi, tránh độ ẩm hoặc tránh nước vào thì họ có thể giữ được cái sản phẩm của mình từ khoảng từ 12 đến 18 tháng.
Cái loại này nó có cái vị ngọt thanh và rất là thơm. Sản phẩm Mộc Thanh Trà thì đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng của sản phẩm thức uống truyền thống, đồng thời đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Được nhiều người tiêu dùng đón nhận thì hiện nay sản phẩm Mộc Thanh Trà được phần lớn các nhà hàng khách sạn chọn làm thức uống để chiêu đãi thực khách. Sản phẩm thì cũng được bày bán tại các cửa hàng sản phẩm sạch trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bình quân thì mỗi tháng doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn thành phẩm. Sản phẩm của Mộc Thanh Trà thì cũng được các cơ quan chức năng cấp các giấy chứng nhận về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Doanh nghiệp thì cũng đang nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm được chế biến từ hạt đậu đen xanh lòng. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin chuyên đề nông nghiệp xanh sản phẩm sạch xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát sóng tiếp theo vào lúc 18 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần. Xin chào.